em à, xin kính chào các bác nha đã đến với video của em kênh hàng nhật bãi hôm nay em giới thiệu các bác là hai mẫu nồi cơm nồi để nhật dung tích là một lít à, nồi một lít sử dụng gia đình mình ba năm người nha các bác nấu được ba bát gạo thì hai mẫu em muốn đưa đến các bác là mẫu của hãng tiger cao tầng ih áp sức 2 bi mẫu siêu phẩm siêu viết của hãng toshiba công nghệ là cao tầng ih áp sức hút chân không công nghệ độc quyền bác nào thích dòng tôm có khúc chân không thì hãy mua nồi này thì xin uh, đi vào video em chúc các bác xem video vui vẻ các bác xem video nhớ đăng ký kênh nhấn nút like ủng hộ em em quay một dòng ngoại thất các bác xem nha nồi đỏ không? rất là đẹp đây nồi của mình là sản xuất vào năm 2014 nồi là có đèn led luôn nha các bác áp suất 2 bi bây giờ có thông số các bác nha nồi 2014 mã của nồi cpv khoảng cách a 100 nồi của mình là điện áp 100 công suất 1002 cái dòng chỗ là model z là sản xuất tại nhật và sử dụng trong thị trường nhật hiện tại nó bán cục đổi nguồn điện là 2.000 w để bắt bác nấu nồi cơm này nha cái giá là 550 000 cục 3.000 w các bác sẽ nấu được hai nồi cơm nguồn lúc với giá là 700 000 thì bác nào mình đang có nhu cầu sử dụng hàng nhật mình chưa có cục đổi nguồn điện thì kênh bóc liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nha 0919407501 thì em ship hàng toàn quốc có cọc chuyển khoản đủ em bao ship mình đi vào cái nội tắc giúp em nha thì à, mẫu này thì à, lòng con đều đẹp can nha cái ngoại thất thì có thể là chày xước là do vận chuyển nó hàng bãi mà các bác giá thành cũng hợp lý rất là hợp lý vô cùng hợp lý với các bác luôn thì mẫu này cũng xe giá giật mình cho các bác nha lòng son chín lớp đẹp can không thì vết nha các bác nè em test nó còn miếng nước nè đám lao đây đó bao đẹp bao xịn sợi các bác nồi tiger nấu cơm cháy ở nhiệt độ 280 độ C cơm cực kỳ ngon đó bác nào mà đang có nhu cầu thì hãy mua cái nồi như thế này nha để mình sử dụng cái son nó rất là dày các bác vì nó đốt ở cháy ở nhiệt độ cao nó nó tạo ra cơm cháy mà đó bên trong thì cái nồi này cái đít nó hơi bị chạy các bác cũng như do người ta để dưới đất này người ta kéo tới cái lui nhưng không sao mình xài thì quan trọng là cái lòng trong thôi lòng trong thì đẹp keng chán chín lớp gớm vào bên trong cho em thì em sẽ cấm điện vào báo giá cho các bác nha mẫu này em cũng siêu thì trên video em nó luôn luôn báo giá em cũng bán đúng duy nhất một giá thôi các bác. Các bác muốn mua hàng thì vui lòng à, à cho bác đừng mặc cả em cảm ơn nha. Thì điện vào thì nó sẽ hiển thị đèn led lên. Thì uh, nút là nút phút nè các bác. đúng là nút giờ nè. Thì mình chỉnh được cái giờ khung giờ của Việt Nam mà mình thì mình buông ra mình bấm nút menu là trở về khung giờ Việt Nam. Bấm nút này là nấu cho em đó. Không nói các bác tắt nút này bác chỉnh qua bên đây cho em mà gạo trắng bên đây là gạo ngon là đây nấu ngon đây này nấu nhanh này nấu sôi này là nấu thọ hỗn hợp cái này là nấu cháo cái này nấu cái gì của nhật đó nấu cá nấu rau gì trộn luôn gạo ga ba gạo lứt ga ba gạo lứt cái chức năng vệ sinh nồi đầy đủ nha thì các bác mua về các bác thường là nấu chức năng này các bác bấm thêm một lúc này nó hiện thị là nấu cơm có cháy nó đơn giản nó không nấu rồi tắt chúng em thì sẽ giới thiệu sơ thôi cho các bác để mình sử dụng nha nấu sôi nấu cháo thì lúc này mình nấu ngon nó mềm dẻo thì đó cũng là lúc này Và lúc này nấu không cháy lúc này giữ với ba giây cho em là nó hâm cơm tắt lên lúc này lúc này nấu Nút này, này hẹn giờ không sáng không chiều bây giờ mình chỉnh được cái khung giờ mà gia đình mình hay ăn cơm nè các bác đó rồi mình bấm nút nấu cho em nha thì đúng giờ này có cơm các bác ăn trước trước giờ này tầm một tiếng thì nó sẽ nấu khi nấu thì khi hẹn giờ nó sáng đèn ở đây khi nấu nó sáng ở đây khi chín hay về đây thì mẫu này em test ok nha thường mà những mẫu này á là giá có đèn led hả? tầm là hai triệu hai hoặc là hai triệu tư tùy theo đẹp xấu hai triệu rưỡi nhiều chỗ bán nha nhưng đối với cái mẫu này là cái đít son nó hơi chạy như, hình như video vậy nè nhưng mà không ảnh hưởng bác nào mua thì nó sẽ tiết kiệm cho các bác là một số tiền thì em để giá yêu thương chỉ duy nhất đúng một giá bác nào nhanh tay sở hữu nha giá là cho các bác là hai triệu đồng chuyển phản đủ em bao ship cọc 200 thì các bác trả tiền ship nhận hàng các bác được kiểm tra được cấm điện chứ mà mua cục em bảo hành cho các bác là 3 tháng sử dụng em bao nguyên một trăm phần trăm không xài thì tắt cho em lúc này rồi thì qua mẫu cho em nha tới một cái mẫu là xịn sò xịn sò đây là mẫu gì Toshiba nồi Toshiba cao tầng IH áp sức hút chân không phiên bản là đời 2018 là năm sản xuất đó các bác mẫu này màu đen quyền rất là đẹp luôn các bác nó còn khá là đẹp hàng dùng nước của Nhật là hàng những này là những hàng cho biếu tặng hàng người ta định cư về nhà này nè ta chưa kịp xài mà với người Nhật cái một tuần người ta nấu chỉ có một hai lần thôi cho nên là nó còn khá là đẹp các bác rồi Nhật người ta chỉ cuối tuần người ta mới nấu cơm hoặc là một hai bữa thôi chứ không từng người ta là đi làm hết thì ngoại thất rất là đẹp nha các bác rồi em quay giờ có thông số các bác xem gồm vô phần chính là nội thất bác ha mua hàng các bác xem kỹ giúp em nha ơn mẫu nào bác chụp hình gửi qua zalo giúp em thì mình chụp màn hình gửi qua zalo là mình xác định là mình mua cái đó đó rồi mình nhận hàng mình coi đúng cái đó nha cho nó chốt chính xác cho em cũng không lên mã gì cả trăm cái video mà lên mã nữa rồi mình không có biết cái nào là cái video của cái mã nào thì đây là nồi của mình là mã là gc khoảng cách 10 v qm nồi 1.0 lít là nồi 1 lít cho em nha sử dụng gia đình mình 3 đến 5 người với dòng chữ là only you là chỉ, chỉ sử dụng trong thị trường Nhật đó điện áp 100 công suất 1250W thì các bác xài uh, điện áp 110 vẫn được các bác mua cục đối nguồn 2 ngàn thì co nó dư công suất mình dễ dàng sử dụng nha rồi đi vào cái thằng nội thắt cho em nè đó gòn xanh mướt các bác xanh đẹp như mới luôn mềm dẻo luôn đây bên trong rồi đây cái mẫu nồi này mà bác nào mà không mua là tiếc luôn nếu mà mình đã là tín đồ mình đã fan của Toshiba thì mình không thể bỏ qua những cái giờ này thì mẫu này được gọi là nồi một lít tô vuông cao tầng IH áp sức hút chân không thì nó ngon như cái nồi tô chuông vậy đó các bác nó chỉ khác là cái phân khúc thôi cái phân khúc này thì nó bình dân hơn một tí còn cái phân khúc tô chuông thì nó cao cấp hơn cũng như là xe gì đó các bác phân khúc A, phân khúc B, phân khúc C gì đó À, đẹp không tì vết là như thế nào là như thế này nha các bác son đen hàng nguyên viên luôn các bác nồi đen son đen là đúng hiện tại là những cái mẫu này đang được ở bên nhật người ta trưng vào trong siêu thị nè trưng bày và được đánh giá 5 sao thuộc phân khúc hàng vip đó vip của hãng nha rồi em cắm điện và em báo giá luôn thì em cũng sẽ nói, giới thiệu các bác sơ thôi thì các bác xài thì em sẽ có, cái video hướng dẫn chi tiết nữa để nói trên đây thì nó sẽ dài dòng cái video của mình đó dài rồi cắm điện vào rồi bấm nút này cho em nấu rồi sáng đèn ở đây là cái đèn hút chân không không nấu thì tắt cho em chỉnh vô đây nấu gậu lứt gậu sôi cháo vậy nè đó thì được rồi bấm nút nấu cho em thôi đó còn không nấu thì tắt hâm cơm bấm nút này không hâm nữa thì tắt hẹn giờ bấm vào đây không sáng không chiều thì chỉnh được khung giờ mà mình ăn cơm đó mình bấm nút nấu thì đúng giờ này có cơm các bác ăn trước như này tầm một tiếng thì nồi sẽ nấu một tiếng một tám mươi gì đó đèn hút chân không lúc nào nó cũng hút hết nha các bác cái này thì nó sẽ là sáng ở đây khi nấu nó sẽ sáng ở đây khi chính sẽ về đây nó tắt cho em thì mẫu này hiện tại em đang xem giá là hai triệu tám nha đó các bác mua thì uh, em sẽ bán đúng nhất một giá thôi hai triệu tám thì các bác mình dễ dàng sử dụng nó tiết kiệm cho bác rất là nhiều so với con tô chuông chức năng và chất cơm thì nó cũng ra tô chuông thôi mà tô chuông thì nó ba triệu ngoài bốn triệu ngoài nhưng mà cái mẫu này thì giá cũng tầm 3 triệu với hàng đẹp như vậy nha nhưng mà đế đối có cái video này em xe cho các bác là yêu thương 2 triệu 8 chuyển đủ em bao ship cọc 300 lẻ thì các bác trả tiền ship nha em bảo hành 3 tháng thì em bao nguyên nguyên bảo 100 phần ơn mẫu nào chụp hình gửi qua Zalo với em kết thúc video em chúc các bác xem video vui vẻ nhiều sức khỏe cảm ơn các bác chân thành cảm ơn